Công ty cổ phần phát triển và kinh doanh nhà HDTC có trụ sở tại phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản thông báo việc tạm dừng hoạt động. Theo đó, vì lý do nguồn tài chính hiện tại vô cùng khó khăn, công ty không có nguồn thu để chi trả lương cho cán bộ nhân viên. Để phù hợp với tình hình hoạt động trong thời gian hiện nay, hội đồng quản trị đã thống nhất sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, chỉ giữ lại những nhân sự chủ chốt để củng cố công ty trong giai đoạn trước mắt. Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty thông báo toàn thể cán bộ nhân viên đang làm việc tại HDTC chi nhánh công ty tạm thời nghỉ không hưởng lương để chờ việc kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2023 cho đến khi có thông báo mới.